Rồi, hello, chào các bạn. Thì bây giờ là cái video mình review máy lọc không khí của Vsmart đã được 1 tháng rồi ha. Thì bây giờ mình đã để máy Vsmart 5300 này ở đây cũng được khoảng 1 tháng rồi, từ hôm mình review từ bữa đến giờ đó. Thì bây giờ mình sẽ review sơ qua một số cái mà mình đã sử dụng trong suốt 1 tháng qua để các bạn có thể thấy được một góc khách quan với chiếc máy Vsmart 5300 này ha. Thì đầu tiên á, là các bạn có thể thấy là mình đang để ngược chiếc máy, là mình để cái mặt ngoài ra phía ngoài, mặt sau ra phía ngoài ha, đây cái mặt trước đây. Thì có lẽ các bạn hỏi là tại sao ha, thì đúng thì như vậy, cái lưới lọc á nó sẽ lấy gió từ cái mặt sau nữa các bạn. Thường là những cái máy khác thì mình để ý á là sẽ lấy gió ở phía hông, cho nên các bạn để mặt nào cũng được. Còn cái máy của Vsmart á thì họ lại để cái lưới phía sau. Mình sẽ thể để ngược ra phía ngoài như thế này thì nó mới hút, nó mới lọc được không khí hiệu quả hơn. Nhưng mà bù lại á thì tốc độ lọc qua một cái tấm bự như thế này sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều so với lọc ở bên hông. Và hơn nữa thì khi để như vậy á, cái mặt đồng hồ điện tử các bạn nhìn thấy ở đây đó, thì nó sẽ quay vào phía trong luôn, thì cơ bản là mình vẫn bấm được nha các bạn. Với lại cái phần ánh sáng của cái mặt đồng hồ á, nó sẽ quay vào phía trong tường thì nó sẽ không làm bạn khó chịu khi mà ban đêm á. Thực ra mình cũng chẳng cần phải mở chế độ ban đêm luôn tại vì nó quay vào phía trong rồi. Thứ hai á là chiếc máy 5300 này, mình nghĩ 5400 cũng sẽ tương tự như thế thôi tại vì cảm biến nó sẽ như nhau, thì nó cực kỳ nhạy với mùi nha các bạn. Thế các bạn nhìn thấy ở phía bên này, đây là phần bếp của nhà mình đây. Rồi thì khi mà mình nấu ăn á, hoặc là như gia đình mình á, ai đó sử dụng bếp thì sẽ có mùi lên đúng không các bạn? Nhưng mà tầm 20-30 giây á, chiếc máy sẽ nhận ra mùi ngay và chiếc máy sẽ hoạt động với công suất tối đa để hút sạch mùi trong căn nhà á, không để bất cứ cái mùi của thức ăn nào lan ra khắp nhà. Và cái khả năng hút mùi này cực kỳ hiệu quả và bạn có thể cảm nhận thấy rõ khi mà cái quạt của chiếc máy lọc không khí này nó quay ở mức tối đa đó. Như mình đã review trước đó là nó kêu rất là to ha, nhưng mà nó chỉ cần quay khoảng tầm 15-20 giây thôi là nó sẽ hút sạch mùi và nó sẽ trở về chế độ ban đầu ngay. Và bây giờ thì sau tháng ha, mình sẽ tháo ra xem coi là cái lớp lọc bên trong bây giờ hiện trạng nó sẽ như thế nào ha. Thì mình nghĩ chắc là cũng khá là bụi đó, thì mình chỉ để ở ngay góc này thôi. Rồi, tháo ra thì khá là đơn giản giống như mình review trước đó thôi. Và đây các bạn thấy cái lớp lọc thô nha, cực kỳ bụi luôn nha các bạn, bụi kinh khủng luôn. Thì các bạn có thể qua đó thấy là một tháng là nó lọc hiệu quả đến mức nào, có lông chó nhà mình nuôi nó cũng bám ở trên này luôn, nó sẽ giữ được cái lớp ngoài này. Bây giờ mình sẽ lấy luôn cả lớp lọc 23 ra nha. Không biết các bạn có thể nhìn thấy không, nhưng mà cái màn lọc 23 này có thể nhìn dọc, nhìn xéo vào từng góc thì bạn mới thấy nha, là nó bám cũng khá bụi nha các bạn. Nó có một chút bụi bám những cái cạnh bên hông rồi, nhưng mà nó giữ được những cái bụi lớn ở phía bên ngoài lớp lọc thô này rất là nhiều ha, và không có hề có lông chó lọt vào bên trong, nghĩa là khả năng lọc của nó rất là tốt ha. Mình thấy cảm giác là có những cái mùi được giữ lại trong tấm lọc HEPA nha các bạn, thì mình nghĩ là nó khả năng lọc mùi nó khá là tốt đó, và nó hút mùi rất là nhanh như mình nói trước đó. Thì mình nghĩ là các bạn nên đôi khi khoảng 1-2 tháng nữa các bạn nên tháo ra để cho mùi bay bớt đi ha, để các bạn lắp lại thì nó sẽ giúp khả năng lọc mùi nó sẽ hiệu quả hơn, tránh nó bị tạt mùi, pha rất nhiều mùi vào á thì cái khả năng lọc mùi của nó sẽ mất đi hiệu quả hơn. Rồi thì giờ sẽ chắc là mình sẽ vệ sinh lại chiếc máy để sử dụng tiếp. Rồi thì bây giờ mình kết luận lại hai phần ha. Thì thường máy lọc không khí các bạn sẽ nhắm đến hai mục tiêu, đó chính là lọc mùi và lọc bụi. Mình thấy khả năng lọc mùi là cực kỳ tốt rồi, nghĩa là khi mà bất kỳ ai nấu ăn hoặc là có một cái mùi gì lạ trong phòng á là chiếc máy sẽ hoạt động ở công suất tối đa, gần như ngay lập tức, chỉ mất khoảng 15 giây để nó nhận ra được cái mùi đó thôi, và sau đó nó sẽ hoạt động trong khoảng 20-30 giây để khử cái mùi đó trong phòng, để cái mùi nó không lan ra khắp nơi trong phòng, và tốc độ khử mùi này cũng cực kỳ nhanh. Ngoài ra thì khả năng lọc bụi các bạn có thể thông qua cái lớp lọc thô này, các bạn thấy là nó lọc hiệu quả đến mức nào trong một tháng. Mình không có thiết bị nào để đo chính xác xem là khả năng lọc không khí của chiếc máy lọc không khí này nó tốt đến mức nào nha. Nhưng mà theo như thực tế thì mình cảm giác như là phòng mình cũng đã sạch sẽ hơn được một chút rồi các bạn. Tại vì cơ bản là chiếc máy này cũng chỉ thể lọc được trong bán kính khoảng tầm 30m thôi. Cho nên mình để ở cái góc này thì qua cái khu vực này mình ngồi mình thấy thoải mái hơn hẳn. Có thể là một chút nhưng cũng chỉ có thể là cảm giác riêng của mình thôi. Nhưng mà theo như cái tấm lọc này thì có lẽ là mình nghĩ là nó sẽ hiệu quả đó. Thì sau này nếu như mà có một thiết bị nào đó giúp mình đo được cái lượng bụi hoặc là cái khả năng lọc không khí trong phòng á, thì mình sẽ kiếm và review, dùng nó để review những chiếc máy lọc không khí cho các bạn ha. Thì các bạn còn câu hỏi thắc mắc nào á về chiếc máy lọc không khí này sau khi sử dụng một tháng thì các bạn cứ comment bên dưới để mình xem, mình trả lời cho các bạn ha. Thì hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.